Đây chương trình băng gia bảo. Đây chương trình băng gia bảo. Thưa quý vị khán giả, nhân kỷ niệm năm thứ 53 Đức Quỳnh Giáo Chủ vắng mặt, nhóm gia bảo chúng tôi xin trân trọng cung hiến đến thưa quý liệt vị bài hát Thầy Tôi Đâu, do nghệ sĩ Chí Tâm sáng tác, cũng như đảm trách phần kỹ thuật, phối trí và hòa âm. Mỗi nghệ sĩ Trang Thanh Lan trợ duyên cùng với Chí Tâm trình bày, bằng tất cả lòng thành cung kính nguyện cầu ơn trên và chư Phật mười phương hộ trì và dẫn chuyển cho Đức Thầy sớm trở lại sau 53 năm xa vắng, để vừa dắt rừng canh thác chốn mưu đồ, đất nước và dân tộc Việt Nam được thanh bình an lạc trong tình thương không còn hận thù, đồng bào và đồng đạo được thân tâm tráng kiện, đạo quả viên dung, ý chí kiên cường để phụng sự dân tộc và đạo pháp. Nhưng lòng đạo Phật giáo hoàn hảo sẽ không còn thao thức vì con đã cha, con hỡi ưu ơ, thầy xa tới ngẩn ngơ thương mến. Nam mô A Di Đà Phật. Nền đạo Phật giáo hoàn hảo do Đức Quỳnh Giáo Chủ làm theo, là nối tiếp truyền thống đạo Phật đã có từ hàng ngàn năm trước của dân tộc Việt Nam mình. Thế nên mỗi người tín đồ Phật giáo hoàn hảo thường thành đều xuất phát được tinh thần đạo bi, người đạt đạo trong tinh thần đạo hùng đạo lực. Từ đó, khi Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật giáo hoàn hảo vào ngày 18 tháng 5 Kỷ Mão 1939, thì tín đồ của ngài lại còn được truyền đạt phải hành xử tứ đại trọng ân, trong đó có ân đất nước. Vì vậy, nên xuất dòng lịch sử cận đại, người tín đồ Phật giáo hoàn hảo đã luôn luôn tích cực tuyên giao cùng toàn dân gánh giác sư hình trong lúc năm mươi cũng như thời bình thường. Và thời kỳ 1945, khi toàn dân đứng lên dành độc lập sau khi đất nước Việt Nam bị thực dân Pháp cai trị suốt hơn 80 năm, toàn dân từ Nam đến Bắc tích cực tham gia kháng chiến, nhiệt tình cung hiến tài sản và sinh mệnh cho tổ quốc Việt Nam để bảo vệ nền độc lập. Đức Quỳnh Giáo Chủ đã huy động các tín đồ Phật giáo hoàn hảo xả thân tham gia cuộc kháng chiến và ngày tán rằng bồ thở dũng lặng không ta vui tin quốc gia mạnh vào mình tham gia. Giữa lúc đó thì xã hội Việt Nam lại vô cùng bất hạnh, trải ra cảnh màu da xám thịt. Đức Quỳnh Giáo Chủ đã thiết tha kêu gọi khắp Bắc Nam lập thành một giống, tha thứ nhau để sống cùng nhau, nhúng nhau từng giọt máu vào để đem máu ấy tưới vào địch quân. Và ngài đã ban huấn luyện hỡi tất cả thiện nam tín nữ, ngày mà chúng ta chịu khổ dưới gót giày của người Pháp và bỏn quan lại hung tàn đã vừa qua, kể từ nay tôn giáo của chúng ta sẽ được tự do truyền bá. Vậy tôi nhân cơ hội này tỏ cho các người được hiểu rằng đạo Phật là đạo từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh, khoan hồng đại độ. Tuy tình thế đổi thay, chứ tấm lòng nhân chẳng đổi. Vậy hãy coi toàn dân cũng như anh em một nhà, mong họ liên kết với chúng ta để kiến thiết lại quê hương cùng nền đạo nghĩa. Những kẻ bạo tàn từ trước đến giờ nay đã ăn năn giác ngộ, thì hãy giữ đức như dung tội trạng của họ, để sau này quốc gia định đoạt.
còn mình chỉ khuyên họ trở lại đường lành, chớ chẳng nên làm điều gì thái quá mà động đến từ tâm của chư Phật. Mong các người hãy tuân theo huấn lệnh này. Sài Gòn, ngày 2 tháng 2, Ất Dậu, năm 1945. Cần rứt sạch cửa không, dương linh ngân tiếng đại đồng, ta bà thế giới. Ta bà thế giới sắc không một màu. Trong lúc quê hương còn liên tục đắm chìm trong khói lửa chiến tranh, thì đau đớn thay, vào ngày 25 tháng 2 mừng năm Đinh Hợi 1947, bỗng nhiên không ai còn thấy Đức Quỳnh giáo chủ nơi đâu cả. Nẻo đường đất nước mong tìm thầy cho thoát.
dài con tìm khắp muôn nơi, nhưng bóng thầy đâu sao bạc vô âm tính. Thầy tôi đâu, thầy tôi đâu, bà con cô bác ơi, làm ơn chỉ giúp cho tôi tìm gặp được thầy. Thầy tôi đâu? Cô là ai? Từ nơi nào đến? Sao lại dân giả bôn ba vì tìm kiếm đức thầy? Còn anh là ai? Sao lại hỏi tôi từ đâu đến? Giọng nói quen quen, có phải anh là người mình châu tốt trong trường? Tôi là người ở Vũ Châu thành phố Long Xuyên. Nói bước mẹ cha, tôi đi tìm Đức Quỳnh giáo chủ, một vị thầy ba ái từ bi. Tôi cũng là người làm và hảo thân châu, nhiều năm lặn lội tìm với thầy yêu kính. Thầy tôi là một người yêu nước, muốn cho dân mình thoát ách nô lệ. Đó là câu chuyện cách nay hơn 50 năm về trước, mà hàng triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mãi khắc khắc ghi tâm, khiến cô nhìn đông gian dân một thời. Thầy giới động phong trào chấn phát tâm linh, thầy có quyết giải cứu muôn vạn sanh linh, thoát ách thực dân giành lấy nền độc lập. Ngày 25 tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi năm 1947, tại làng Tân Phú, Tóc Vàng Hạ thuộc vùng Đồng Tháp 10, và ngày ấy, thầy tôi ra đi mà đến nay chưa trở lại. Đừng hỏi ai là người nắng tình cùng tổ quốc non sông, phải chăng nước thương dân là mang tâm hồn? Cùng là người Việt, sao không xem nhau là tình huynh đệ? Nỡ gây ra chi cảnh cốt nhục thương tàn, hãm hại một người chiến sĩ hiền lương, thầy tôi có tội gì mà các người ám hại? Nhớ lời thầy, chúng con mang niềm hy vọng đi tìm thầy theo quấn hát ở ngày xưa. Ít lâu ta sẽ trở về, yên cùng bốn đảo chưa hề lãng xa. Chúng con biết thế nào là dân chủ tự do. Chúng con
con đã vượt muôn trùng sóng biển đại dương, vĩnh hằng mong tìm gặp thầy nơi phương trời hải ngoài. Thầy đã sai ngọn đuốc từ đi kiếp chúng con quyết tâm giữ đạo giờ thơ. Thầy tôi đâu, thầy tôi đâu, con vẫn nhớ lời dạy dỗ ca ngâm Di Đà sao từ thì tâm chớ ngờ. Ai người nhớ đây nên tôi để buồn đau cho hàng tiểu tín đồ, ai than vọng tứ phương ám hại người thương thương, thôn đông vàng giáo sư còn đồng tháp người tâm vô nhất và phá hồng trần rất sạch thừa.